ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tình lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thích. Lời Phật vì sao một người hành xử theo phong thái của một bậc chân tu lại có sức hút lớn đến như vậy? Trước hết, thuộc về tự do, theo hay không theo một tôn giáo là quyền tự do của mỗi người dân Việt Nam. Điều này được hiến pháp nước ta quy định tại điều 24. Hành động của Thích Minh Tuệ thể hiện quyền tự do đó. Ông tu hành theo pháp hạnh Đầu Đà, mặc áo vá đi khất thực, không nhận tiền cúng dường, tối ngủ tạm đâu đó. Ông tự nguyện khổ hạnh về ăn mặc ở để được giải thoát theo quan niệm nhà Phật. Sinh ra nhiều người chưa quen với tự do nên mới thấy lạ. Hiếu kỳ cũng là một đặc tính con người, chính vì hiếu kỳ nên dễ xảy ra hội chứng đám đông. Nhưng câu chuyện lớn hơn thuộc về nhà chùa. Lâu rồi người ta mới thấy hình ảnh một vị chân tu. Mặc dù Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo như văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hình ảnh họ đã khao khát từ lâu. Người ta có quyền đặt Thích Minh Tuệ bên cạnh những tu sĩ đã gây ra bao tai tiếng để so sánh, để luận bàn. Những người như ông Thích Chân Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuyết giảng tuyên truyền nhảm nhí, tuổi trẻ hay đi du lịch, về già bị liệt, hát karaoke sau này chết thành ma câm, nằm võng mất phước. Vị tu sĩ này thường xuyên nhắc đến việc cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Rồi những câu chuyện bại hoại ở Vĩnh Phúc khi cửa Phật trở thành chốn tà dâm như báo chí đã nêu, hay hình ảnh tu sĩ Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh với chiếc giỏ trên tay đi thu tiền của Phật tử. Vị đại đức này cũng nhiều lần vi phạm quy định của giáo hội và phải sám hối, nhưng dư luận chưa đồng tình với mức xử lý. Tức là ở đây có vấn đề về niềm tin vào giới tu hành. Bên cạnh những vị chân tu thì vẫn còn đó những người mượn danh tu sĩ để làm điều trái với giáo lý nhà Phật. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cho ta niềm tin về một con người tự nguyện tu tập, về một con người tự do theo hay không theo tôn giáo. Con chả phải là sư hay thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo lời Phật dạy thôi. Dân chúng đang khao khát một hình ảnh nhà sư đời thường như thế, hay họ liên tưởng đến triết lý tu tại gia của Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ hơn 700 năm trước. Nếu bỏ qua những việc lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để câu view, câu like, để nổi tiếng, để kiếm tiền, làm quá lên hay để chống phá chính sách tôn giáo của nhà nước ta, thì hình ảnh một người tự tu theo đạo Phật cho ta thêm niềm cảm hứng mới. Đó là cảm hứng về tự do, cảm hứng về vượt qua cám dỗ vật chất, cảm hứng về tâm hồn vô tư, trong sáng, cảm hứng về nghị lực. Một người không phải tu sĩ nhưng vẫn được gọi là sư, là thầy, thầy Thích Minh Tuệ. Tôi không hiểu về Phật giáo, nhưng tôi mong hãy để cho thầy được yên tĩnh tu tập theo cách mà thầy muốn, trong giới hạn quy định của luật pháp và đạo đức. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cũng nói lên thiện cảm rất lớn, một niềm tin với Phật giáo, với những nhà tu hành chân chính, không tham sân si trong những ngày đang diễn ra lễ Phật đản này. Lời Phật dạy về khổ đế và nguyên nhân của sự khổ có lẽ đã hiện rõ vào tim óc của người Phật tử. Sự thống khổ của hiện thực đời sống, sự khô khan chai sạn của tâm hồn đã khiến người ta luôn khao khát và hy vọng một điều gì đó mang lại an lành mát mẻ. Thầy Minh Tuệ xuất hiện trong bối cảnh đó. Với sự trợ duyên của nhiều YouTuber, thầy Minh Tuệ nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo vá, một cái ngồi cơm điện, ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn. Thầy mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người. Khuôn mặt tươi vui, không hề lo âu bởi áp lực cuộc sống, thanh thản đi giữa con đường trưa nắng chang chang, làm bừng lên sự rạng rỡ hình bóng khất sĩ. Cái y áo vá trở thành linh thiêng sống động và thậm chí huy hoàng. Thầy thực hành hạnh ngủ ngồi dưới nghĩa địa, gốc cây, ngôi nhà trống, rừng núi đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của Phật Thích Ca Mâu Ni thở nào. Ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lặng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh. Hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe. Có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.